Hello các bác nhá. Hôm nay em mới có một ít loa BMB. Loa này thì là loa xịn của BMB sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng mà nó là thuộc công ty BMB xịn quản lý và giám sát cho mọi người nhá. Đấy, loa này, lô này thì rất là đẹp luôn mọi người ạ. Nguyên zin từ gân này. Gân zin nó rất là mềm, từ gân. Từ chép của nó rất là còn zin là zin. Hình thức rất là đẹp mọi người ạ. Đấy, đây là em thử tháo e căng một đôi ra nhé mọi người nhé. Thì trông nó còn rất, chung là rất là đẹp luôn. Hàng bãi như này là rất là đẹp rồi. Đấy, trừ khi là mọi người mua hàng mới thôi. Có 1 này, 2 này, 3 này, 6 đôi, 12 đôi. Em có 12, tất cả là 12 đôi mọi người ạ. Đấy, các bác nhìn này, độ đẹp của nó này. Em có 12 đôi B450C hàng xịn nhá. Hàng Mazda in China nhưng mà hàng xịn thuộc công ty của BMB sản xuất tại Trung Quốc. Hàng này thì là hàng zin ôn, zin tất cả từ loa chép, từ bát, từ phân tần, từ thùng loa, nói chung là từ e căng là zin 100% mọi người ạ. Đấy. Và có giá rất là khá là mềm tại vì em lấy cũng được một ít giá khá là mềm. Mọi người nào có nhu cầu lấy BMB 450 xịn thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0945 709 912 nhé. Đấy. Tại vì một cái thùng loa đó. Bề rất là xịn mọi người ạ. 450C ở gia đình chơi thì cũng có ổn này. Chơi âm ly cũng được mà chơi đẩy vi va cũng được. Ngoài ra thì em có ít loa la top nữa mọi người nhá. La top bãi xịn 2 bát 25 4 chép. Loại này cũng là la top xịn này. Và em có một ít vang vang số bãi. Cái loại này là loại giống như kiểu là DSP-9000 này, của AP hoặc của Apollo hoặc là của DB Agotic này. Vang cơ mới nhé mọi người ạ. Đây, vang cơ mới. Và ít X3 bãi nhé mọi người nhé. Nắng quá nó hơi chói tẹo. Và em có ít BMB 2000C hàng xịn. Cũng là hàng zin cho mọi người nhé. Mọi người nếu mà ai có nhu cầu lấy thì liên hệ với em, còn những cái bài test sau thì em sẽ làm video giới thiệu sau cho mọi người, em quay sơ sơ qua thôi. Và qua mà ít lọc bãi mọi người ạ. Hàng lọc bãi, hàng này đẹp, rất là hiếm. Hàng của Marang, Inkea Pioneer, GBC Pioneer. Đấy. Và một con ở dưới, con của Fisher mọi người ạ. Đây. Thì bác nào muốn dòng nghe nhạc Bolero lấy lọc thì có thể xem mấy cái mã này, nếu mà ưng mã nào thì cứ liên hệ lại với em nhé. Con Inkea này. Con này hình như là nội địa của Hàn Quốc hay sao ấy, em thấy toàn chữ Hàn Quốc thôi. Còn mấy con này là hàng xuất. Hàng xuất nên là nó có chữ tiếng Anh. Còn hàng nội địa là nó không có tiếng Anh mọi người ạ. Nó toàn tiếng Hàn Quốc thôi. M2 Alo là Phan à? L-L-M-2-3-4-5-6-7 L-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 
này mọi người ạ. Đấy con toán số bãi kia kìa. Một con đẩy và một đôi loa laptop. Thực ra ở trong cái nhà này thì nó hơi oang một tẹo, nó nhà nó mới xây xong, nó chưa có cái gì cả nên nó hơi oang một tẹo mọi người ạ. Đấy. Chứ còn nếu mà nhà mà phòng kín kín một tẹo vậy lại nó có nhiều cái đồ thì nó không oang như này đâu. Alo rất là tốt nhá. Đôi loa laptop này. Đôi này thì alo karaoke cực kỳ hay rồi. Chú Giang alo lại phát nữa nào. Để sát loa. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Lên. Tại vì là em để loa thì em để trong kho nữa. Với lại cái em mới mang cái nhà này thì cái nhà này nó còn chưa có đồ đạc gì. Nghe tiếng nó hơi oang một tẹo. Có thể mọi người nghe trong cái video nó hơi oang một tẹo, nhưng mà nghe ở ngoài trong phòng kín nó khác nha mọi người nhá. Và mic em sử dụng mic chói quá, mic BDE này. Đây mọi người ạ.
Em quảng cáo lại, em có một ít BMW 450C xịn nhá. Hàng này thì cực kỳ đẹp đấy mọi người ạ. BMW 450C hàng xịn, zin 100% nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Đúng chất bãi luôn mọi người ạ. Còn nguyên zin cả gân này, gân cực kỳ mềm luôn mọi người ạ. Đấy, em có 12 cặp thôi. Thì bác nào lấy BMW 450C xịn, em đảm bảo cho bác là hàng xịn và hàng zin em bán bằng trang uy tín của em. Thì liên hệ với em sẽ điện thoại là 0945 709 912 nhé. Các bác cái inbox thì có giá cực kỳ ưu đãi luôn. Hello các bác nhá. Hiện tại thì em đang có một ít vang bãi, dòng vang X3 lòng bãi của Trung Quốc. Thì hình thức nó rất là đẹp như ở trong hình đây. Thì bác nào có nhu cầu lấy vang bãi X3 thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0945 709 912. Em ship hàng toàn quốc nhá. Hàng thì em đảm bảo là hàng nguyên zin chất bãi, chưa qua sửa chữa chọc ngoáy gì cả. Và hình thức như trong hình nha mọi người nhá. Đấy, bác nào lấy vang X3 bãi thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0945 709 912. Em ở Nam Định, ở ship hàng toàn quốc nhá. Ngoài ra em đang có một lô hàng của H Audio. Nó là cái con vang này này mọi người này. Đấy, nó là con vang này này. Con vang này ở Việt Nam nó như là Apollo P9000 hay là Acoustic DBA Acoustic P900 đấy. Đấy thì ở bên trong nó cũng là như thế nha mọi người nhá, nhưng mà đây là hàng Trung Quốc. Bên trong là một thôi. Và em có lô vang cơ DBA Acoustic DBS DSP 88.000. Đấy. Thì cái lô X6 thì em bán hết rồi mọi người ạ. Hôm trước có bác hỏi X6 lấy lẻ nhưng mà có bác lấy hết rồi. Thì em còn X3 thôi. Đấy, bác nào lấy thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0945 709 912 nhá. Chào các bác.